Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hoàng Linh rất vui được đồng hành cùng quý vị và cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nhà xuất bản của Người Việt tại Đức giới thiệu dự án sách sổ tay song ngữ Đức Việt về sức khỏe trẻ em cho cha mẹ Việt. Người Việt tại Bắc Morava và Ostrava, Cộng hòa Séc tổ chức đại hội lần thứ 3. Cộng đồng Việt tại Đức đoàn kết hướng về quê hương và hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại nước sở tại. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 10 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, nhà xuất bản sách thiếu nhi Horami của Người Việt tại Đức đã cùng nhóm biên soạn tổ chức họp báo giới thiệu dự án sổ tay song ngữ Đức Việt về sức khỏe trẻ em cho cha mẹ Việt. Hiện nay, các ông bố, bà mẹ trẻ người Việt do mới nhập cư vào nước Đức, không thành thạo tiếng Đức nên không nắm được hệ thống y tế của Đức và cách thức cho con đi khám bệnh, dẫn đến việc chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ lúc ốm đau gặp nhiều lúng túng. Vì vậy, sổ tay song ngữ Đức Việt về sức khỏe trẻ em cho cha mẹ Việt chính là cẩm nang giúp các bậc phụ huynh tháo gỡ những vướng mắc nêu trên. Tại buổi họp báo, đại diện hãng bảo hiểm sức khỏe DAK của Đức, các bác sĩ, các nhà nghiên cứu, những người làm công tác xã hội đều khẳng định tính khả dụng của dự án. Nhân dịp này, nhóm biên soạn sách cũng kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí để cuốn sách sớm ra đời, góp phần chăm lo sức khỏe thế hệ người Việt thứ ba sinh ra tại nước Đức.